Vâng, em xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại kênh review chia sẻ với sản phẩm với điện máy. Và hiện tại thì các dòng TV của Samsung đã ra mắt đầy đủ các model của năm 2021 của các dòng phân khúc là TV Smart TV 4K. Đó là ba phân khúc là con AU7000, AU8000 và AU9000. Thì có một video là tổng hợp cho mọi người ba cái model này rồi. Thì tuy nhiên thì muốn chia nhỏ ra thì em muốn sẽ so sánh cho mọi người phân khúc tầm dưới nhất. Đó là phân khúc của con AU7000 và con AU8000. Thì hai con này sẽ là hai dòng liền nhau. Thì nó sẽ có những đặc điểm gì giống nhau và khác nhau thì mọi người có thể xem qua cái video lần này mà em sẽ tổng hợp cho mọi người xem. Đầu tiên thì về cái phân khúc mà model AU7000 cũng như là AU8000 thì chúng ta sẽ xem là nó sẽ thay đổi cho những cái model nào của năm 2020. Ở đầu tiên thì phía trước đây mọi người sẽ có, em sẽ có con AU8000 mọi người nhé. Và phía đằng kia em bật là con AU7000. Thì con AU7000 thì sẽ là model thay thế cho con TU7000 của năm 2020. Và con AU8000 của 2021 thì sẽ là thay thế cho con TU8100 của năm 2020. Đấy là những thay thế của hai model này dành cho những cái model năm trước. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phần thiết kế của hai model này. Sau đó sẽ đi vào phần tính năng của hai dòng. Đầu tiên về phần thiết kế thì trước mắt mọi người đây là dòng TV AU8000 mọi người nhé. AU8000 thì cũng giống như AU7000, sẽ có những cái phân khúc kích thước giống nhau. Số inch nó là 43 inch này, 50 inch này, 55 inch này, 65 inch, 75 inch và có cả 85 inch. Đấy là cái phân khúc của các dòng TV, nó sẽ giống nhau. Thiết kế thì cũng sẽ giống nhau mọi người nhé. Mọi người chỉ cần cứ có nó ký hiệu là AU8000 hoặc AU7000 là được. Do đó là phần thiết kế thì em sẽ đi về cái con AU này, AU8000 trước. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phần thiết kế của con AU8000 trước mọi người nhé. Năm nay thì AU8000 được thiết kế khá chi là đẹp mọi người. Khá chi là đẹp. Thiết kế là thiết kế tràn viền ba cạnh. Và cái phần khung của năm nay được thiết kế mỏng hơn so với năm 2020 mọi người nhé. Đấy, năm 2020. Năm nay thì nếu mà mọi người đã biết đến dòng TU8100 cũng như là TU7000 rồi thì hai con đấy của năm 2020 được thiết kế giống hệt nhau về phần màn hình. Nó chỉ khác nhau về phần chân một chút thôi. Và chân nó hơi một con là hơi nhọn và một con là không nhọn thôi. Chứ còn hai con đấy là thiết kế giống nhau. Thì tuy nhiên thì dòng AU8000 của năm 2021 thì năm nay được thiết kế rất là ấn tượng mọi người nhá. Em ấn tượng nhất là cái phần thiết kế mỏng ở đây này. Mỏng một con 5 năm con AU8000 được thiết kế siêu mỏng mọi người nhá. Nó sẽ được thay thế cho cái phần lồi của con TU8100 cũng như là con TU7000. Đấy. Thì đối với dòng AU7000 thì nó lại không được thiết kế mỏng và đẹp như con AU8000. Nó vẫn giữ nguyên cái thiết kế lồi và dày ở đằng mặt sau lưng. Và phần khung của nó thì cũng dày như năm ngoái. Đấy. Năm nay thì con AU8000 được thiết kế đẹp hơn và mỏng hơn. Nó không còn giống như con AU7000 nữa. Năm ngoái thì hai con là giống hệt nhau mọi người nhé. Năm nay thì sẽ thay đổi kiểu dáng nổi bật hơn trên con AU8000. Và phần chân của con AU8000 nó cũng thay đổi mọi người nhé. Chân của con AU8000 nó sẽ là chân hình chữ V, tuy nhiên là V bẹt mọi người nhé. Và có thể điều chỉnh được cái độ cao này. Cái độ cao này mọi người có thể điều chỉnh được tầm độ 3 phân, lên xuống 3 phân. Hay là đằng sau nó sẽ có cái lực để mọi người điều chỉnh khi mọi người bắt chân vào. Thì chân của con AU7000 thì nó lại dùng con chân của con TU8100 của năm ngoái mọi người nhé. Đấy, rất là đặc biệt. Tức là năm ngoái là con TU8100 đây, con TU8100 đây mọi người nhé. Đây em có con AU7000. AU7000 đây mọi người nhé. Thì cái chân của hai con này lại giống hệt nhau mọi người. Đấy, có thể là do dòng sản xuất Sony Samsung họ lấy chân của con năm ngoái nắp thẳng sang con năm nay chứ không có thay đổi gì cả. Đấy, chân giống hệt nhau mọi người nhé. Và màn hình của năm nay thì cũng giống như là mình năm ngoái, con AU7000 con TU7000 là giống nhau. Màn hình thiết kế dày và lồi hơn. Đây, phần viền rất là dày. Và đằng sau lưng nó cũng rất là lồi. Cũng giống như hệt năm ngoái thôi, không có gì khác biệt cả.
Như vậy là phần thiết kế thì con AU8000 nó sẽ nổi bật và nổi trội hơn rất nhiều con AU7000 nhé. Không giống như năm ngoái. Năm ngoái mà mọi người muốn so sánh hai con này thì nó giống hệt nhau, chẳng khác gì trong cả. Đấy là phần thiết kế. Còn phần tính năng thì sao? Tính năng thì như mọi người đã biết thì TU7000 và TU8100 khác biệt rất lớn rồi. Thì năm nay cũng tương tự như vậy. AU7000 thì không có điều khiển thông minh và không có tìm kiếm giọng nói. Còn AU8000 thì sẽ có thêm đi kèm thêm điều khiển thông minh, One Remote và tính năng tìm kiếm giọng nói cho mọi người. Đấy là con AU8000. Đấy thì ngoài ra thì về tốc độ xử lý cũng như là các chế độ hình ảnh các thứ thì hai con này là giống nhau mọi người nhé, không khác gì nhau cả. Đấy, tính năng các thứ thiết kế hình ảnh, âm thanh hay là độ nét, độ sáng, tốc độ xử lý thì giống nhau cả, không khác gì nhau cả. Chỉ hơn là phần AU8000 có thêm điều khiển thông minh và có thêm tìm kiếm giọng nói mà thôi. Đấy, đấy là những chia sẻ của em về hai dòng này. Nếu mà mọi người yêu thích hai dòng này thì có thể lựa chọn bình thường ra nhé. Bình thường ra mọi người lựa chọn nhu cầu giải trí bình thường có thể lựa chọn con AU8000. Năm nay chắc chắn AU7000. Năm nay chắc chắn AU7000 nó sẽ rẻ hơn con AU8000 rất chi là nhiều. Không giống như năm ngoái đâu. Năm ngoái là TU8100 như là TU7000 giá xem nhau cách nhau chỉ mấy trăm nghìn thôi. Tuy nhiên năm nay thì chắc chắn nó sẽ là chênh nhau rất nhiều rồi. Đấy thì đấy là nó có sự khác biệt lớn nhất ở phần thiết kế năm nay. Năm nay AU8000 mọi người thiết kế rất chi là đẹp mọi người nhé. AU8000 thiết kế rất chi đẹp thì do đó giá thành năm nay chắc chắn nó sẽ cao hơn. Đấy, thì giá thành thì mọi người có thể vào website của max.vn để cập nhật giá thường xuyên hàng ngày nhé. Bên em thì chưa về đầy đủ mẫu của AU8000 cũng AU7000 đâu. Nó chỉ có một vài model như 55 inch, đây là 55 inch của AU8000, và con kia là 50 inch của TU7000. Đấy là em không thể so sánh giá được, thì khi nào về đầy đủ hàng thì mọi người có thể vào website để cập nhật giá. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái clip của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.